Trong một lần công tác tại thị xã Phú Thọ, tôi có nghe một số người dân trong vùng nói về hiện tượng kỳ lạ xuất hiện tại đền và lăng mộ Kiều Công Thuận, một trong 12 sứ quân thời loạn 12 sứ quân. Và hôm nay, các bạn hãy cùng tôi khám phá hiện tượng kỳ lạ này. Xây gọn lại vào được, cứ xây vào thì lại đuối chỗ khác. Có nghĩa là cái mối rất là to. Năm ngoái thì nó đùn lên một cái đường mối nó như một con rùa đấy. Khu vực này, Dạ vâng. khu vực một vùng rộng lớn, ông cai quản cả về quân sự, chính trị, văn hóa, như chúng ông đã giúp dân để khôi phục ổn định đời sống kinh tế. Thì thời loạn lạc thì là khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất lại 12 quân thành một ấy, thì Dạ vâng. ông sẽ biết là thế của ông lại không thể chống lại được, thì ông sẽ giải trừ quân bị, Dạ ông vâng. tuất tiết ở đây. À. Thì mẹ thì mất, thì mộ ở dưới kia thì được dân làng tôn thờ từ ngày đấy, còn Vâng. ông thì tuất tiết trên này. À cũng tức là ngày xưa cũng cụ cũng 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 ở đây từ sát ở đây luôn. Từ sát đây luôn. Dạ vâng. Đấy. Tức là đây có hồn có xác chứ không phải. Có hồn có xác không là nơi thừa vọng. Dạ vâng. Cả mẹ và cả có con là có cốt, có Vâng. hồn có cốt luôn. Thì truyền thuyết các cụ để lại thì các bà bây giờ chỉ hậu sinh thôi. Dạ vâng. Để trông nom thôi, còn các cụ ngày xưa là cũng nói lại là sau khi mà quân của triều đình đến đây thì coi là cụ ngài tuất tiết nên là một đống mối đã phủ kín và chỉ còn hợp À. hai đôi giày thôi. Dạ vâng. Thì dân làng mới lập miếu thờ. Tức là mộ là ở hậu cung ở hậu trong cung vậy. Trong này, Dạ vâng. trong này. Cái con rồng là cái năm đấy cụ hiện lên đấy thì chụp con bộ rùa, con rùa. Ở con rùa là năm năm xưa. Vâng. Năm xưa, Tết năm xưa. Tết năm xưa là cụ hiện đấy. Thế mô hình như giống con rùa còn chẳng biết hiện hay không, cái này mình không biết được, nhưng mà ngôi chùa này rất là thiêng. Dạ vâng. Ai mà dân làng mà những người mà có một cái bất kể có một cái hành động hoặc một việc làm gì mà nó khuất tất ở đây Dạ là vâng. đều bị trả giá hết. Rất nhiều trường hợp. Cho nên là dân làng đây rất là tôn thờ. Còn đền mẫu bên cạnh là mẹ của đền mẫu bên cạnh là mẹ của ngài. Dạ vâng. Mẹ Cũng đẻ. cũng cũng có lăng mộ ở đấy luôn. Có lăng mộ. Vâng. Như của dưới bà thì không nó không đồn mối Dạ thì vâng. riêng của ông là muốn mà không thể được xây gọn lại vào được, cứ xây vào thì lại đuối chỗ khác. À. Tôi nghĩ là cái mối rất là to.
năm là nó năm ngoái thì nó đùn lên một cái đường mùa nó như mùa đấy. Giới thiệu các bạn, đây là các cô các bà ngoài thì bà giới thiệu đây là đầu mối, đây là chính là vị trí ngày xưa là vị trí ngài là Tuấn Tiết, tương truyền là xây lại rất nhiều lần nhưng mà không thể xây được, mối đùn lên. Xin phép ngài nhé, mạo phạm đầu mối. Các bạn thấy là kiến trúc kết cấu của ngôi đình rất cổ kính nhưng cũng thời gian được mối mọt nhiều này. Các bạn nhìn thấy khu vực đông mối này. Con xin phép vào đi quay, có gì mạo phạm xin ngài bỏ qua. Đông mối các bạn rất lớn luôn. Rất lạ. Theo các cụ trong đền thì là khu vực này đã được xây đi xây lại rất nhiều lần rồi nhưng mà mộ cứ xây xong này mối lại đùn lên các bạn nhỉ.
toàn bộ kết cấu của ngôi đình các cụ bảo còn nguyên bản. Các bạn nhìn thấy là gỗ, cũng mục nát nhiều, hư hại rồi. Này cũng phải sớm trùng tu thôi. Mong các cơ quan chức năng là sớm lên đề án để trùng tu. Đây các bạn nhìn thấy, mỗi mỏ rất nhiều.